xong rồi đề nghị cô dâu lại bà nội với ông Bảy là hai lại. Có chúc cháu không nói luôn Bảy ơi. Cô chúc cháu dòng nói luôn. Mang lại đi rồi hả chúc. Lại đi rồi chúc. Hai con là tới được gả lấy chồng. Thì ông chúc cho con được là chồng được mà anh tấn phát. Nên chỉ có tài với người ta. Bây giờ sáng hả? Vậy ông bà cho cháu sáng phải không? Vậy sáng hay sáng không? Mà. Đúng là lại. Bây giờ ông bà ta... Cô dâu có cụ như có... Có cụ như lại vậy đó con. Ờ. Để có hình thức vậy thôi. Ừ. Rồi cô dâu đứng sát vô mẹ coi. Đứng sát vô xây người ở đây rồi nhận cụ xong nhìn thẳng máy chụp hình chú ơi. Cười tươi cô dâu đứng thẳng lên luôn xếp cô dâu này 1 2 rồi. Rồi có chút cho con nhiều nói luôn. Rồi có chút vậy thì nói đi. Nói cái khóc nè. Nói cái gì đừng khóc nè. Rồi. Chút gì? Thì đó thì cha mẹ có chút là con nó về nhà chồng gì đó ngày xứ giá du vi thì về chồng nghe lo cũng giữ bên chồng thì kia đồ đó. Rồi xá lại cho cô dâu xá lại. Đó bây giờ á thì cha mẹ giờ phải lại. Xá luôn cô dâu ơi, xá đi. Hai xá. Xá hai xá như vậy nó đọng. Rồi. Cô chú sửa sửa con áo. Có cụ đưa hai tay cho bác đi. Dạ có cụ đưa đi. Quan điểm là ông bà với cha mẹ là không chế được. Bởi vì cha mẹ đã tạo nên lỡ này thì cũng làm ra. Cái dĩa đâu rồi không để nãy tao có để cái dĩa không? Giờ hai cái dĩa với cái ghế nhỏ đi chứ để lên. Trời ơi lấy cái ghế nhỏ cái dĩa kìa. Cái ghế nữa. Rồi cô dâu đứng sát vô giùm em nè, đứng thẳng lưng lên nha. Rồi nhận cụ xong thì thẳng máy con chú ơi. Đây dị chú nhìn thẳng máy con nè, 1, 2, rồi. Rồi chậm chậm đi xíu đi, chậm chậm đi xíu. Rồi đừng la nữa ngoài đừng la nữa nha. Để thu tiếng bên kia xíu. Rồi có chút cho cháu gì không nói luôn anh ơi. Có chút cho cháu gì đó thì chút nói luôn đi. Để cậu chút cho con cháu sau này trăm năm hạnh phúc làm ăn có tài. Rồi chị cảm ơn. Bây giờ bác người chị. Rồi giờ xin cảm ơn bác hai bác. Đã nữa rồi. Tiền mà cứ để. Rồi hai bác nhận rượu xong nhìn thẳng máy nha. Rồi cô dâu đứng thẳng lên nhìn thẳng máy nè. Rồi bác ơi nhận rượu xong nhìn thẳng máy nha. Một cô dâu ơi hai. Rồi. Chúc cháu trăm năm hạnh phúc khang. Cháu rồi giờ hai bác có chúc cho cháu gì không đó rồi. Chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc cho ông nghe chúc ông cậu mất hết trơn rồi cậu lo lắm không được rồi có cụ đi con nghe cũng vậy đó mình có hình thức cái gì được làm cái lễ mà được rồi được cái bắt hai con đây chứ bậc sáu đâu rồi rồi gì á nhận cụ ra giùm đi rồi nhận cụ xong nhìn thẳng máy chụp hình nha cô dâu ơi kìa, một, kìa. Hai rồi chúc cháu đi con cô gì chú thím hết rồi bây giờ em dâu kìa giờ tới bên đây là chị Dượng chị Dượng cậu mình gì gì đó chị Dượng cũng giúp lại đi lại cha mẹ cho cậu ba nữa nè cũng này nè hen cháu chị vô đi anh với chị đi trước sau vô vô đi vô đi vô đi vô đi có mấy người đó cha không có vô cho nó vui vẻ nhà coi có cũng lâu không bây giờ có đâu gặp cái ngồi với coi đó người ta có gặp cái chân nữa cũng làm gì chuyện không hả hai đứa mình vô em ơi vô cái đây đi con ơi hai cháu mình cô dâu đứng sát vô chị ơi nhận rượu xong nhìn thẳng máy nha cười tươi nha hai rồi đầy rồi con góp đầy vô giờ đó mới chưa góp đầy chứ bây giờ cái đó đầy quá vậy con
Rồi hả? Ở có nó cũng tài ạ. Chút có trên sao. Đang nói đậm rồi. Không nói thì anh nói rồi. Ai ai để than đây cho ba tạ. Rồi cái cụ coi vô ơi. Nhìn cái cụ không? Hai điểm tạm dừng chút đi. Có hồi được thấy gì? Ừ, vậy đó. Trời ơi, không đã có điện thoại gì này dạ. Rồi nhận cụ xong nhìn thẳng má chụp hình nha, cười tươi nha. 1 2 rồi. Vậy là khúc này khỏi lồng nhạc phải không? Dì Dượng để có món quà nữa hỏi tặng cho cháu để làm quà. Sau nữa là chúc cho cháu về nhà chồng để làm dâu phụng nữ bên chồng cho tròn chữ hiếu của dâu Thảo. Dạ, cho bên chồng. Dạ dì. Nhung lo vô đi con. Vô luôn đi con. Vô. Đâu không tiêu à? Không. Đâu sủi hả? Vô tặng quà cho chị luôn. Vô luôn đi để cho có cặp. Cũng có rượu đi nha. Con đưa rượu cho gì thôi em khỏi đưa. Em mà nó là em. Rồi dọn lên xong nhìn thẳng máy nha, cười tươi nè, có vô rồi hay. Rồi. Ủa điểm hả? Cái gì vậy? Chúc chúc tặng nhẫn nha. Rồi, nhìn đây, nhìn nó quay mặt ra cái xem coi. Rồi quay ra này cô đeo nhẫn này quay ra luôn. Đây nè, có vô đây. Rồi. Lỡ một tí con 300 triệu con mà ăn đó. Thank you.
chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Ngày anh đêm ấm lại mùa đông giá lạnh.
trai và nhà gái hôm nay được lễ. Đó, nhận lễ xong thì chúng tôi xin lễ thượng đăng và dân hương để cúng ông bà người quá cố. Và sau đó là làm lễ cho người sở tại của gia đình nhà gái chúng tôi. Và xin cảm ơn tất cả. Cho đàn vỗ tay. Miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày này kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trèo cao đình đám duyên thắm duyên nồng thiền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cầu ngày xưa